Dạ vâng, kính thưa các bác. Các bác vừa được nghe những cái bản guitar nó cực kỳ là đã tai và cực kỳ là thích phải không ạ? Dạ vâng, kính thưa các bác, thì hiện tại bây giờ là em đang test đôi chép JBL đóng thùng này ST200 Plus cho bác Hòa. Bác ấy ở Nội Bài, bác ấy ở khu tập thể Nội Bài Hà Nội. Thì bác ấy trước bác ấy lấy một đôi rồi, bây giờ bác ấy lại tiếp tục bác ấy lấy thêm một đôi nữa. Nói chung là cái đôi ST Plus 200 này thì nó rất là hay. Tiếng nó cực kỳ là sắc nét, và những cái giải cao của nó đánh thì thôi rồi luôn. Bác nào mà đã mua rồi và sử dụng rồi thì các bác biết những đôi chép này nó đánh, cái chất lượng của nó sánh ngang với các cường quốc Nam Châu luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái hàng công nghệ của Mỹ và nó được sản xuất tại Mexico. Đấy, cho nên là cái chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Và cái kiểu thiết kế ở bên ngoài của nó nữa thì cũng cực kỳ là lạ mắt và chất. Nói chung ở đây nó là chất, cực chất luôn. Từ các bác có thể nhìn thấy từ mặt phía sau nhé. Đây, mặt phía sau của nó đây, chạm loa đây, chạm loa đây và chân đây. Đó. Và đây các bác có thể nhìn thấy mặt bên ngoài đây là mặt thép chống rỉ này. Đấy, thép chống rỉ này. Còn ở bên trong này các bác cũng có thể thấy đây là cũng là thép chống rỉ. Đấy. Tức là cái tiếng chép của nó là nó ở trên những cái giải tầm 20k trên 20k trên dưới 20k. Nó đánh thì êm ru luôn. Đấy, các bác vừa được nghe những cái vừa nghe những cái tiếng đàn guitar nó gảy đó. Và bây giờ em sẽ chuyển bài khác nhé. Nó đánh nghe nó cực sướng và cực đã tai luôn. Và bây giờ em đang test cho bác Hòa thì em sẽ mở to lên một chút và xíu nữa em sẽ tắt chép đi và em cho nó chạy loa không để cho các bác nhận biết được là nó hay đến cỡ nào. Vì là ở nhà thường thường là các bác cũng hay nghe những cái nhạc vàng, nhạc xến, cho nên là những cái tiếng đàn tí tách nó gảy cũng rất là thích tai và sướng. Và bây giờ em sẽ tắt đi này. Vâng, và khi em mở lên thì các bác sẽ thấy cái sự khác biệt nó cực kỳ là lớn các bác nhé. Em sẽ mở ra cái âm lượng của cục đẩy nó bằng với lại âm lượng của loa nhé. Kìa, các bác có thể nhìn thấy. Dạ vâng, và qua những cái đoạn nhạc nhỏ nhỏ thế này thì các bác cũng đã đánh giá được cái chất âm của nó và cái chất lượng của nó rồi. Thì sau đây em sẽ xin phép các bác em đóng đôi chép này lại và gửi cho bác Hòa. Vâng, và các bác cũng đã thấy được cái chất lượng cũng như là cái hình thức bên ngoài của nó, và em cũng đã có những cái review
ở trên kênh rồi thì em cũng sẽ không quảng cáo nhiều, và em sẽ chủ yếu test hàng và em cho các bác nghe những cái bản nhạc nó cực kỳ là êm và hay. Vâng, và mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại để bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất các bác nhé. Vâng, và một lần nữa em xin phép và hẹn gặp lại các bác trong những video, những clip tiếp theo ạ.